như chống cộng và sửa sai sai. Thứ hai, đền sẵn. Và cái cộng đồng người Việt Nam Bali này của chúng tôi là luôn luôn sát cánh trong tất cả các hoạt động ở đây, ở Nam Bali. Thì do đó, chúng ta không thể nói với một cái số người này mà chúng nói không thể làm cái đại hội khoan đại. Đây là những người đại diện chính thức cho cộng đồng để tới đây để sinh hoạt với cộng đồng Nam Cali. Do đó những quyết định của chúng ta ngày hôm nay là đúng đắn và dứt khoát, là có chính nghĩa. Do đó chúng tôi xin có những cái quyết định như sau. Thứ nhất, trong cái nội quy của luật sự nghĩa đó, năm 2011 đó, có nói là 3 năm, thì vừa rồi chúng ta đã đưa lên cái quyết định là sẽ chuyển đổi thành 4 năm. Thì chúng ta hôm nay đề nghị là chúng ta quyết định có đồng ý 4 năm hay không. Đó là cái quyết định thứ nhất, để cái đại hội quán đài này có một quyết định đúng đắn, chứ không thể 1 năm, 2 năm là năm. Nếu mà chúng ta đồng ý là sửa đổi cái nội quy 2011 á, thành 3 năm, thành 4 năm, đó là một cái quyết định thứ nhất. Và chúng ta người ở đây sẽ là những cái người chính đáng để mà duy trì cái quyết định này. Thứ hai, khi mà có quyết định này rồi á, thì chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định kế tiếp là lưu giữ trong bất cứ một cái sinh hoạt nào và một đơn vị nào, lưu giữ là một vấn đề rất đúng đắn. Bởi vì cái đơn vị trước đã làm việc đúng đắn, đã làm việc đàng hoàng, và chúng tôi thấy là có đủ đức tính để duy trì tiếp, thì chúng ta quyết định thứ hai là dư nhiệm. Thì khi mà lưu nhiệm á, thì chúng ta còn theo nội quy. Thì lưu nhiệm theo cái thời gian là 4 năm, theo cái quyết định vừa rồi là chúng ta 4 năm. Chúng ta có thể nói là 15 tháng, 18 tháng. Như vậy, nhưng mà đến cái 4 năm cũng là đã 18 tháng rồi. Thế đó là cái những quyết định rất đúng đắn. Thành thưa quý vị, chúng tôi có xin có một vài lời nói cuối cùng. Trước đây tôi đã sinh hoạt cái cộng đồng này, nhưng mà qua Covid-19 chúng tôi thấy rằng mình từ trên lốt mà xuống đây thì nó có những cái trở ngại, có những cái không được đúng đắn. Cho nên chúng tôi đã rút về trong cái cộng đồng mà sao bay. Cộng đồng Sao Bay là một cái cộng đồng lâu năm đó, và lâu năm Sao Bay ở Torrent Gardiner từ Long Beach cho đến Lod, và chúng tôi đã hoạt động trên đó. Và hôm nay chúng tôi về đây cũng đại diện cho cộng đồng Sao Bay để tham dự cái coi như là một cái cộng đồng ở đây để mà tham dự với cộng đồng người Việt quốc gia. Thì thưa quý vị, do đó chúng tôi đề nghị chúng ta sẽ có hai quyết định đúng đắn. Và quyết định đó là của Đại hội Quán Đài ngày 24 tháng 10, 2021. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi tiếp theo luôn là vừa rồi qua cái thấy cái tiền quỹ của cộng đồng người Việt Nam Cali ít quá, là bởi vì cái vấn đề Covid. Cho nên tôi cảm ơn anh Phạm Hoàng đã đóng góp 100%. Thì hôm nay chúng tôi cũng đại diện cho cái cộng đồng ở Sao Bay xin đóng góp 100% để ủng hộ cho cộng đồng về việc quốc gia Nam Cali. Xin cảm ơn. Còn đây có người nào đợt tay nó có thêm không thì tôi xin đón nhận. Kính thưa quý vị, nay lượng cho cuộc thi nó càng hẳn. Chúng tôi ngồi nghe thì có lẽ là thấy hầu hết ý kiến của ta đã tại là số quý vị ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là để khoảng bất kỳ đợt, chúng ta nên nghĩ đến vấn đề về quyền, bởi vì có phát biểu nữa thì cũng có tại thôi. Bây giờ chúng tôi xin phép được biểu quyết từng phần một. Chúng ta nghe thấy là gần như là đại đa số quý vị đã muốn ưu điểm, chúng ta quyết định được trước để đến cái quyết định thời hạn. Và thứ hai, và một vấn đề cuối cùng là chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý vị có muốn biểu quyết luôn cái vấn đề mà
và cử tri tôi đã đề nghị đổi nhiệm kỳ 3 năm thành 4 năm. Thế còn 3 huyện chúng ta giải quyết, không biết anh đã tìm thấy tôi có thiếu gì rồi. Vâng, bây giờ chúng tôi đề nghị chúng ta bỏ phiếu tay và đơn giản và nhanh chóng. Cái quyết định đầu thứ nhất là quyết định có lưu nhiệm ba cơ chế của ba đại diện cộng đồng người quốc gia Nam Cali hay không. Chúng ta qua nói đi có vẻ thời gian trước tiên là lưu nhiệm nha, rồi chúng ta sẽ đi đến vấn đề chọn cái thời gian là bao lâu. Thì ai đồng ý với lại cái việc lưu nhiệm ba cơ chế cộng đồng thì xin giơ tay lên. Ngoài trừ ba cơ chế chúng tôi không được phép bầu cử vì chúng tôi đã tham gia nghị đương thời, thì chúng tôi thấy là coi như là đa số rồi, tất cả không thấy. Bây giờ tôi hỏi lên xin quý vị có thể bỏ tay xuống, thấy đa số rồi và ở đây quý vị có quý vị nào không đồng ý vấn đề lưu nhiệm xin giơ tay lên. Tôi không thấy ai cả, thành ra nếu mà như vậy thì phải nói rằng là đa số tuyệt đối đã bỏ phiếu lưu nhiệm. Bây giờ cái đến tôi xin hỏi từ số và cao nhất là số khó nhất, rồi chúng ta đi xuống con số thấp nhất. Ai đồng ý lưu nhiệm 4 năm? Có 1, 2, anh Long cái này phải không? Ai đồng ý lưu nhiệm thời gian 4 năm? Xin quý vị ra đây để anh Long anh tên. Mười bốn cánh tay giơ lên. Ai đồng ý lưu nhiệm 18 tháng? Anh có đến cùng 18 tháng, xin có đến cùng. Ai đồng ý lưu nhiệm 18 tháng? 4 năm rồi thôi. Ai đồng ý lưu nhiệm 18 tháng? Bao nhiêu anh Long? 10 người đồng ý lưu nhiệm 18 tháng. Ai đồng ý lưu nhiệm 1 năm? Không có ai đồng ý lưu nhiệm 1 năm. Nếu mà bây giờ thêm 4 cũng chưa rõ ràng. Thì 4 năm nữa thì bây giờ còn bao lâu nữa? Ai đồng ý lưu nhiệm 6 tháng? Hồi nãy anh Long đến cái số 4 năm, anh trở về có đến anh trở về không? Thì có một vài người nói là họ không có hiểu rõ bắt đầu này, họ không đến đây cho cái 4 năm. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại, bây giờ chúng ta bỏ cái bản cái phần 4 năm. 4 năm có nghĩa là từ ngày hôm nay, tức là từ thôi mình từ tháng 11 đi nhé, đầu tháng 11. Từ đầu tháng 11 cho đến tháng 11 của năm, cho đến cuối tháng 10 của năm 2025. 4 năm tức là từ đầu tháng 11, ngày 1 tháng 11 năm 2021 cho đến tháng cuối tháng 10, 30 tháng 10 của năm 2025. Đó là 4 năm. Thì bây giờ xin hỏi lại, ai đồng ý lưu nhiệm 4 năm xin giơ tay lên. Ai 4 năm tức là cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2025 thì xin mời. Bây giờ bỏ phiếu rồi, có ý kiến gì khác? Vừa qua mình có quyết định là sẽ sửa đổi lại cái luật cái nội quy của luật chính nghĩa là 10 lần 4 năm, đúng chưa? Thì mình sẽ lưu nhiệm cái cộng đồng này theo cái 4 năm, nghĩa là từ ngày mà Bùi Pháp lên nắm chủ tịch cộng đồng
là 7 năm thì làm sao mà thêm cho đủ 4 năm theo cái nội quy này, nó mới rõ ràng được. Như vậy mới rõ ràng. Thế bên... À, thêm 1 năm nữa cho mấy thân hiểu. Đó, anh từ bây giờ không có đề nghị thế này. Bây giờ tôi xin bỏ cái bài cho mọi người nghe rõ. Ai có muốn đổi ý, bây giờ có thể đổi ý được. Bây giờ chúng ta bầu bài người cuối cùng. Chúng ta đã chấp thuận là lương nghiệp. Bây giờ chúng ta biểu quyết cái việc lương nghiệp bao lâu. Thì bây giờ chúng ta bỏ phiếu cho cái gì mà lâu nhất của cái đó. Tôi nghĩ rằng nó khó nhất. Thì ai đồng ý lương nghiệp 4 năm có nghĩa là từ giờ cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ai đồng ý lương nghiệp tới 30 tháng 10 năm 2025 thì giơ tay lên. 31 tháng 10 năm 2025. Anh mời anh đến. Quý vị giơ tay cao lên để cho đếm không có. Mười, mười sáu, mười hai, mười ba, mười anh đếm lại cho kỹ nó. Xin quý vị giơ tay lại, ai đồng ý 4 năm có nghĩa là cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2025, xin giơ tay cao lên một lần nữa. Rồi bây giờ tôi đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 rồi. Bây giờ cái ý kiến thứ hai là ai đồng ý lưu nhiệm 2 năm, hoặc 18 tháng thôi. 18 tháng tức là cho đến ngày hôm nay còn thêm 18 tháng nữa, tức là khoảng mùa hè năm 2023 thì xin ra đây 18 tháng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 cho thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì 18 tháng. Rồi cái thứ ba là theo cái lời mà giải thích của ông Trần Về vừa rồi thì ông nghĩ rằng 4 năm có nghĩa là từ cái ngày mà tuyên thệ của ban đại diện nguyên thủy là ngày 3 tháng 8 năm 2018 còn thêm 4 năm tức là lưu nhiệm có lẽ là thêm 1 năm nữa là cho đến tháng 8 năm 2022 thì ai đồng ý lưu nhiệm 1 năm theo cái nghĩa đó thì xin ra đây lên. Còn đó, như vậy thì cái quyết định của đại hội ngày hôm nay chúng tôi xin ghi nhận lại là sẽ lưu nhiệm ba đại diện cộng đồng người Việt Quốc gia Nam California một nhiệm kỳ 4 năm nữa là cho đến ngày 31 tháng 10 2025. Thứ hai là cái lưu nghiệp sửa đổi nội quy thành 4 năm thì không biết. Và cái điều cuối cùng thứ ba mà chúng tôi đại lại cho bởi vì tôi nghĩ là điều đó nhanh gọn đó là sửa đổi nội quy để mà từ giờ trở đi cho đến khi nào có sự thay đổi mới thì nhiệm kỳ của cộng đồng người Việt Quốc gia Nam Phi sẽ là 4 năm thay vì là 3 năm. Thì ai đồng ý xin quý vị cho đây là xin quý vị giơ tay lên ai đồng ý chuyển từ 3 năm hay 4 năm từ giờ trở đi xin quý vị giơ tay lên. Thưa quý vị, sở dĩ cái việc này ba hè
hành vi của ba cơ chế cộng đồng có quyền bỏ phiếu ở điều này nó không liên quan đến vấn đề bầu cử mà chỉ liên quan đến vấn đề nội quy, thành ra ba cơ chế có quyền biểu quyết. Thì hôm nay không biết là anh Long với anh Trương có biểu quyết không? Đến đây thì chúng ta đã xong công việc này. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý thành viên hội đồng đại biểu hội đồng diễn đàn năm nay đã đến đây trong cái buổi họp ngày hôm nay. Biết rằng thì Covid rất là khó khăn và xin chân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Và chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi đại hội công tác cộng đồng. Chưa có ra mặt, chưa biết là đối phương là ai mà
Bởi vậy cho nên mình quyết định ngay bây giờ cho chúng nó không có trở tay được. Còn nếu mà mình làm lại nó sẽ trở tay. Đúng, đúng.